chăm sóc gia đình, thức khuya, bận bịu công việc, làm da xấu đi, giải pháp nào cho da? Iluma với một công thức hoàn toàn mới, kết hợp các hoạt chất làm da trắng sáng, giúp mang lại làn da khỏe mạnh, trẻ trung và bừng sáng rạng rỡ. Công nghệ Vectorlite độc quyền giúp kéo dài thời gian tác động của các hoạt chất làm trắng sáng, tăng hiệu quả ức chế sản xuất melanin, nhanh chóng làm mờ các vết tàn nhang, đốm nâu, thâm nám. Cùng Imay chăm sóc gia đình. Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Làm Đẹp 24 giờ. Kính thưa quý vị, trong thời gian gần đây thì chúng ta đã bắt đầu quan tâm đến nguồn gốc, xuất xứ cũng như là thành phần của mỹ phẩm mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Và nhiều người băn khoăn khi nghe đến cụm từ paraben. Vậy paraben là gì và tại sao paraben lại được sử dụng nhiều trong mỹ phẩm? Trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về điều này. Trước khi trao đổi với chuyên viên da liễu Mrs. Dore thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài thông tin về làm đẹp. Các tín đồ trên thế giới cũng như trong nước không thể không nhắc tới cái tên Quỳnh Paris, là nhà thiết kế gốc Việt Nam. Chị từng sinh sống ở Thụy Sĩ và học thời trang tại Paris, nơi được mệnh danh là kinh đô thời trang. Tốt nghiệp loại xuất sắc, Nguyễn Quỳnh Như đã ghi dấu ấn trên sàn catwalk thế giới. Năm 2015 được xem là năm khá thành công với nhà thiết kế Quỳnh Paris khi chị có mặt 4 lần trong tuần lễ thời trang New York. Vừa rồi là những thông tin về làm đẹp và tiếp theo chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phần tư vấn chăm sóc da và tìm hiểu về chất paraben cùng với Mrs. Dore, chuyên viên da liễu và chị Thanh Thúy, giám đốc của công ty Image Skincare tại Việt Nam. Xin chào khán giả của chương trình Làm Đẹp 24 giờ. Hoàng Ngân xin chào chị Thanh Thúy. Hello Mrs. Dore. Hello. Gần đây thì Hoàng Ngân nghe nhiều về chất paraben và được biết là paraben được sử dụng nhiều trong mỹ phẩm. Vậy thì paraben là gì và paraben có xuất xứ từ đâu ạ? Parabens are actually a chemical preservative that are used in a lot of different products in cosmetics especially, but there's a lot of controversy surrounding paraben. Thưa chị Thanh Thúy, cách đây không lâu thì Hoàng Ngân cũng được nghe là những mỹ phẩm có chứa chất paraben sẽ được thu hồi. Vậy thì những chất nào trong nhóm này là sẽ bị cấm hả chị? Gần đây trên thị trường rầm rộ lên vấn đề cho Bộ Y tế Việt Nam đã cho thu hồi lại những cái chất có hại, năm chất paraben có hại như esopotie và esopotie, phenobenzol và benthi. Những chất này nó sẽ gây ảnh hưởng cho da rất là nhiều và hiện nay tất cả những chất này đang được thu hồi dần lại. Tất cả hàng mỹ phẩm có những chất này thì không được sử dụng trên thị trường nữa. Dạ thưa chị Thanh Thúy, thì chị có thể cho em và khán giả được biết là công dụng của paraben trong mỹ phẩm là như thế nào ạ? Công dụng của paraben trong mỹ phẩm nó đóng vai trò rất là quan trọng. Nó giúp cho mỹ phẩm có cái tuổi thọ được lâu dài hơn và nó
không có bị nấm mốc và kéo dài cái tuổi thọ, không có bị hư sản phẩm. Nhưng những chất nó phải có giới hạn trong cái vấn đề xài về mỹ phẩm. Thưa bà Đo, vậy thì paraben có gây hại cho sức khỏe và cơ thể của con người hay không ạ? So parabens have been linked. There's been many studies on parabens. And most recently, paraben là hóa chất bảo quản được dùng rất nhiều trong mỹ phẩm và cả trong những sản phẩm khác. Có rất nhiều nghiên cứu về parabens. Theo những nghiên cứu gần đây cho thấy là parabens có ảnh hưởng rất nhiều tới hormone và có thể gây ung thư vú ở phụ nữ cũng như là gây ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới. Daily use of parabens, as well as even osteoporosis. They're showing a lower levels of bone density with the use of parabens. Dạ thì chị Thúy ơi, tại sao paraben vẫn được sử dụng trong ngành công nghiệp mỹ phẩm và được cho phép sử dụng cho đến hiện nay ạ? Thật ra thì paraben cũng rất là cần thiết, nhưng mà nó phải loại bỏ những cái chất không tốt cho cơ thể con người. Vì paraben nó giúp cho sản phẩm không bị nấm mốc lên men và nó bảo vệ sản phẩm được tốt hơn khi sử dụng. Và chúng ta có thể thay thế những cái chất bảo quản khác như là bằng thiên nhiên như soybean, đậu nành và những cái chất từ thực vật. Nó sẽ an toàn cho cơ thể hơn. Thưa chị Thúy, có phải là tất cả mỹ phẩm trên thị trường hiện nay đều có sử dụng paraben không? Hầu như đa số tất cả các hãng mỹ phẩm hoặc là ngay cả những cái thực phẩm, tất cả đều có paraben. Vì paraben nó bảo quản cho cái tuổi thọ nó được lâu hơn. Nhưng những cái hãng mỹ phẩm mà thiên về sức khỏe của con người thì họ đã loại bỏ, hầu như họ loại bỏ paraben ra khỏi cái mỹ phẩm và cái sản phẩm của họ. Dạ, bạn nào nói cách khác là paraben là giống như là một chất bảo quản. Paraben là một chất bảo quản. Vậy thì nếu người tiêu dùng đã trót mua sản phẩm có chứa paraben thì họ có được đổi hoặc trả lại hay không ạ? Sau ngày 30 tháng 7 2015 thì Bộ Y tế Việt Nam đã ra một cái chỉ thị là tất cả những sản phẩm mà có 5 cái chất cấm đó tất cả phải được thu hồi lại. Và người tiêu dùng nếu như họ đã trót mua những cái sản phẩm mà có những cái chất cấm đó thì họ có thể liên hệ với nhà sản xuất để được thu hồi lại và đổi trả lại. Dạ vâng thưa chị. Thì ngoài những nhãn hàng đã được liệt kê trong danh sách thu hồi sản phẩm thì hiện nay trên thị trường có những mỹ phẩm nào là hoàn toàn không chứa chất paraben không ạ? Hiện nay thì trên thị trường cũng có rất là nhiều nhãn hàng nghiên dịch thiên nhiên họ không có chứa chất paraben. Và ngay cả Image Skincare tại Mỹ họ đã loại bỏ paraben ra khỏi cái thương hiệu của mình đã ngay từ khi sản xuất thành lập. Chị Thúy ơi, chị có thể nói rõ hơn một chút về sản phẩm của Image Skincare được không ạ? Image Skincare thì họ thiên về sức khỏe cho con người, không xài paraben. Thứ hai nữa là ngay cả mực in trên sản phẩm cũng dùng mực in từ đậu nành, không hóa chất, và chúng tôi đã loại bỏ hoàn toàn paraben ra khỏi sản phẩm. Vậy thì chị Thúy và Mrs. Do có thể cho Hoàng Ngân và các bạn biết được là điểm nổi bật của sản phẩm Image Skincare so với những mỹ phẩm khác là như thế nào không ạ? So with Image Skincare, our commitment is to creating paraben-free products. Image Skincare đã không dùng chất bảo quản hóa chất trong sản phẩm. Chúng tôi sử dụng hơn 469 các chất khác nhau trong sản phẩm và đã chọn lọc rất kỹ những thành phần nào nên sử dụng và những thành phần nào không nên sử dụng. That we use instead. One is called phenoxyethanol. This is a common naturally derived from either rose or sage oil. Chúng tôi không sử dụng hóa chất cũng như chất bảo quản. Và chúng tôi đã chọn lựa rất kỹ những thành phần tự nhiên từ hoa hồng và đậu nành để chống nấm mốc và vi khuẩn. Rất nhiều sản phẩm vẫn dùng hóa chất bảo quản trong lotion chăm sóc da và dầu gội để chống nấm mốc và vi khuẩn. Shampoos and skincare. And again for its antifungal, anti-mold, antibacteria benefits. À, thưa Mrs. Doe, tại sao paraben vẫn được sử dụng cho đến hiện nay trong ngành công nghiệp mỹ phẩm và vẫn được pháp luật cho phép sử dụng ạ? I think a lot of companies are still using parabens because they are a less expensive way to go as far as. Rất nhiều công ty mỹ phẩm đã sử dụng hóa chất bảo quản bởi vì khi sử dụng chất tự nhiên để bảo quản thì giá thành rất đắt. Mặc dù chúng tôi biết là nó rất mắc, nhưng mà điều quan trọng là chất lượng và an toàn cho sức khỏe của con người. Tôi tin rằng rất nhiều công ty vẫn dùng chất bảo quản vì sản phẩm không hóa chất rất đắt, và Image Skincare luôn đặt nghiên cứu chất lượng và an toàn lên hàng đầu để bảo vệ cho khách hàng của mình. Vâng, Hoàng Ngân rất cảm ơn những chia sẻ rất là bổ ích của chị Thúy cũng như là Mrs. Store. Xin chào Vi. Chào chị. Chào quý vị khán giả của chương trình Làm Đẹp 24 giờ. Theo An được biết, công dụng của yến là tốt cho sức khỏe,
và làm đẹp da nữa. Thì Vi có thể chia sẻ cho An và quý vị khán giả được biết rõ hơn về điều này hay không? Công dụng của yến, nó bao gồm trong đó có chất protein và collagen để tái tạo làn da của mình, để làn da của mình đẹp từ trong ra ngoài, không chỉ những là đẹp bên ngoài không thôi, và nó còn làm cho mình sáng da hơn, và những cái nếp nhăn ở trên làn da nè, nó sẽ dần dần nó sẽ biến mất theo thời gian, và những cái vết thâm đốm nâu đen đấy nó sẽ tan dần. Chị thấy da của Vi sáng quá trời luôn, chắc là ăn yến nhiều lắm á. Vâng ạ, mỗi ngày là Vi sử dụng một chén yến đó. Còn yến còn có công dụng là chống các tia UV. Khi ánh nắng mặt trời chiếu vào, nó sẽ làm cho làn da của mình sẽ không chai sạm đi. Là yến có nhiều công dụng quá, vừa đẹp da này, vừa chống nắng nữa, vừa chống lão hóa và giúp da đàn hồi hơn nữa nè. Nhưng mà cái yến đó là mình sử dụng có liều lượng hay không? Tại vì có những loại thuốc, loại mỹ phẩm mà mình xài quá liều thì cũng không tốt cho da và sức khỏe. Yến này á, thì thường nó chỉ là thực phẩm chức năng, nó bổ sung cho cơ thể mình hấp thụ nhiều hơn. Thì mình, đối với mình người lớn, mình có thể sử dụng mỗi ngày mỗi lần đều được. Còn đối với trẻ em thì mình có thể sử dụng một tuần, trong một tuần là sử dụng được ba lần. Còn đối với người lớn hoặc là người già thì mình có thể sử dụng mỗi ngày. Vậy là trẻ em cũng có thể dùng được. Dạ. Nhưng mà không biết là trẻ em từ độ tuổi nào tới độ tuổi nào thì có thể. Dạ, trẻ em từ 1 tuổi trở lên là có thể sử dụng yến. Thế thì tốt quá. Tại vì An cũng có con nhỏ 1 tuổi thì An không biết là nó có sử dụng được hay không. Thì hôm nay mình có thể biết thêm một cái kiến thức đó rồi. Cảm ơn Vi. À Vi ơi, hôm trước An có ghé cửa hàng yến để chọn yến về mua. Nhưng mà lúc đó thấy trong cửa hàng có quá nhiều loại đi. Mình rất là phân vân không biết là chọn loại nào. Tại vì mình không biết là công dụng của mỗi loại có khác nhau hay không. Tại vì có loại yến màu trắng, màu đỏ nè, rồi mình thấy có một màu nâu nâu nữa. Cho nên là mình không biết là chọn loại nào về cho mình. Thì Vi có thể chia sẻ là những loại yến nó có công dụng có khác nhau hay không hay là giống nhau? Công dụng của tổ yến thì nó không có khác nhau. Nó chỉ có tổ yến thô là tổ yến chưa nhập sạch lông, và những tổ yến tinh chế thì đã nhập sạch lông rồi. Và chúng ta khi mà khách hàng sử dụng, họ sẽ tiết kiệm được thời gian để nhặt lửa hơn. Khi mà An mua cái tổ yến mà đã qua sơ chế rồi á, An chỉ là đem về ngâm và chưng lên thì An có thể dùng. Còn những cái tổ yến đã còn lông ấy, tổ yến thô ấy, thì An phải tốn phải rất nhiều thời gian để nhặt sạch lông và rửa, đó là rất là nhiều thời gian và nhiều công đoạn. Ăn yến á, tốt cho sức khỏe như vậy thì nếu mà mình ăn nhiều quá có bị béo phì hay không? Trong tổ yến nó không có chất béo, nó chỉ có chất protein là giúp cho cơ thể của mình hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng hơn. Và trong cái đường phèn đó, An có thể là dùng thay thế đường phèn bằng đường ăn kiêng nè. Và An có thể là nấu tổ yến, nấu thành những cái món ăn khác, không những là phải bắt buộc An phải làm chè yến này nọ đâu. An có thể là sử dụng làm cháo yến nè, súp yến nè, vân vân, và mình có thể là nấu được thành nhiều món nữa. Thế thì tốt quá, không mập thì các chị em phụ nữ sẽ mừng lắm đây, tại vì ai cũng có những cái thắc mắc băn khoăn giống như An vậy. Cảm ơn Vi rất là nhiều. Những công dụng của yến thì mọi người rất là thích, nhưng mà về giá cả thì mọi người cũng rất là quan tâm, thì Vi có thể chia sẻ cho mọi người được biết hay không? Bên cửa hàng Quy có rất là nhiều sản phẩm, và cũng tùy loại sản phẩm, từ cái yến thô nè, yến tinh chế nè, yến huyết nè, hồng yến nè, vân vân, và có cả là yến nước nữa. Cho nên mỗi cái loại yến nó sẽ có một cái giá khác nhau. Cái yến thô ấy là bên Vi là dao động giá từ 2,5 triệu đến 3 triệu. Còn cái yến tinh chế làm sạch ấy là giá cả từ 3 triệu cho đến 6 triệu. Yến nước thì bên công ty của Vi bao gồm có yến nước chân đường phèn nè, và yến nước chân nhân sâm nè,
yến nước chân nhân sâm thì bên Vi dao động giá cả thì từ 260 đến 300, còn yến chân đường vàng là từ 200 đến 260, và có cả yến không đường nữa, yến chân không đường để dành cho những người họ mắc bệnh tiểu đường nè, thì họ cũng có thể sử dụng được. Nghe công dụng của yến á, thì thấy quá là hấp dẫn rồi. Qua những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta được biết thêm những công dụng của yến, ngoài tốt cho sức khỏe ra thì còn có thể làm đẹp da, chống lão hóa và không hề bị béo phì nữa. Chúc cho các chị em phụ nữ của chúng ta có thêm một bí quyết làm đẹp nữa cho mình nha. Và bây giờ chương trình Làm Đẹp 24 giờ xin chào và hẹn gặp lại. Kính thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Làm Đẹp 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Chăm sóc gia đình, thức khuya, bận bịu công việc, làm da xấu đi, giải pháp nào cho da? Iluma với một công thức hoàn toàn mới, kết hợp các hoạt chất làm da trắng sáng, giúp mang lại làn da khỏe mạnh, trẻ trung và bừng sáng rạng rỡ. Công nghệ Vectorlite độc quyền giúp kéo dài thời gian tác động của các hoạt chất làm trắng sáng, tăng hiệu quả ức chế sản xuất melanin, nhanh chóng làm mờ các vết tàn nhang, đốm nâu, thâm nám. Cùng Imay chăm sóc gia đình.